Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là những cái khoảnh khắc buổi sáng ở thác K50 đây mọi người. Sáng thì tất cả anh em bọn mình là mang cái bàn ra đây thì sẽ ăn sáng rồi uống cà phê ngắm thác ở đây. Cái nồi này là đang nấu nước sôi để uống cà phê đây. Nó có cái bếp ga mini này. Đấy. Đây một không khí yên tĩnh. Mọi người đang lựa cho mình những cái góc ảnh rồi góc quay đẹp nhất để lưu lại những kỷ niệm cho riêng bản thân mình. Tiếp theo là món ốc từ tối qua bắt đây mọi người. Đi không nổi. Nó sáng. Nó sáng. Mà đang làm cái gì đấy? Thì cứ mở ra mới hỏi chứ. Đây cái nước mà để chan vào nấu mì ăn sáng đây mọi người. Đây bên trong có ngô này, có cà rốt này, có củ cải này. Có xương nữa này đấy. Cái nước này chan vào mì thì thôi thì tuyệt vời luôn rồi. Ngon. Ngon từ nước. Đây. Có thế nào mang mì cũng khéo nhỉ. Mang lại 4 hộp mì. 4 cái bát. 4 đôi đũa. Kìa đó. Mỗi cái mì cho vào một miếng thịt, miếng cà rốt, miếng củ cải này. Rồi. Có trên này có cả rau sống này. Đây nha. Mọi người có thể thấy là như từ chiều hôm qua đến hôm nay thì các cô các chú ra đây chụp ảnh thì đấy để ra một bức ảnh mà ưng ý thì nó cũng rất kỳ công. Đấy. Kỳ công từ buổi chiều này xong là ra buổi sáng này chụp là để cho nó khác một tí ấy. Ví dụ như mình đây mình ra chụp tuyệt phát là xong nhưng mà cô chú là phải một góc phải căn chỉnh các thứ các kiểu. Hơi kỳ công. Thì ăn kèm với cả những cái tô mì mà nó ngon như thế này đây là ốc hôm qua bắt ở suối đây mọi người. Đấy, có chế biến qua cho măng vào này, cho ớt rồi các gia vị vào xào qua nó lên. Đấy. Mọi người những cái con ốc này thì có đập cái đít của nó lên ra để mình hút nó. Thường là hút từ cái đít hay từ trên hút từ đào. Lên cá. Đây mình hút ra được khoảng ấy. Bỏ đít đi rồi ốc có chăng á, ốc chăng nó có trứng, ốc chăng nó có con. Có cả trứng ốc đây mọi người. Đấy. Đấy, những cái cây ở ven đường này mọi người. Đấy, nhiều cây to. Mình đang ngồi nghỉ một lát đã. Đây là trên đỉnh thác K50 đây mọi người. Đấy. Đây chỗ này đỉnh thác thác chảy xuống đây. Đấy, mùa này chưa phải là mùa mưa mọi người ạ. Mùa mưa thì thác nó còn to hơn nữa đấy. Đấy.
Đây mọi người thấy cầu vồng nữa này. Đấy cầu vồng này đó. Đây mọi người, mấy cô chú đang đứng đây là chụp lên đây này. Có cầu vồng đẹp quá. Trên này cũng có một đội cắm trại trên này. Ok. Ok. Giờ tiếp tục quay về chỗ này, tiếp tục hành trình. Chào anh ạ. Đấy, xe vẫn ở trong kia. Thì giờ là trưa. Đấy, thì còn mấy củ khoai với cả củ săn, củ ngô thì hôm qua không ăn hết thì cầm đi theo tí nữa, ăn gì thì ăn này, đói trên đường thì ăn này. Đó, xe đây. Rồi, tiếp tục đi thôi. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì để tiếp tục cái tập hôm nay, tiếp tục những cái câu chuyện trên cái chuyến đi này của mình, thì hôm nay mình kể cho mọi người một câu chuyện. Đó. Thì hôm nay, thì thứ nhất đây là hôm nay chỗ này mình sẽ ngủ ở đây. Thì chỗ này là cái rừng kiểu như là vườn cà phê ở trên Gia Lai, đi về đường Ca Bang. Đó. Thì cái nhà này thì người ta lên làm trên này, người ta đã kiểu như chỉ hôm nào mà lên chăm lo cà phê thì người ta phải ở đây thôi, còn lại là người ta không ở đây. Thế thì mình vào đây thấy chỗ này có nền đất bê tông ổn cho việc cắm trại này. Nhà là không có ai. Ngay cạnh đường, đây trước mặt mình đây là đường. Thế mình quyết định cắm trại ở đây. Đấy thì cắm trại hôm nay thì nó khác mọi ngày ở cái nào. Hôm nay là có hai anh. Anh người ở Ca Bang thì anh cũng đi tìm mình, biết mình đi đường này thì hôm nay hai anh là đã phóng xe là 50 km từ Ca Bang đi về đây để tìm mình, gặp mình. Thì bây giờ là hai anh đang đi đi mua đồ ăn đó, đi mua gà, nói chung là không biết mua cái gì cả, nhưng mà hai anh là sẽ đến đây và tí mình sẽ đốt một đống lửa trại ở đây. Thì tất cả hôm nay anh em mình ở đây là sẽ có một bữa tiệc đồ nướng ở đây, nó đơn giản thôi, nhưng mà đó. Thì mọi người đã phóng xe 50 km để lên đây để tìm mình. Đây. Đó, hai bên đều là cà phê hết mọi người ạ. Thì đất Tây Nguyên mà, đất Tây Nguyên là đất trồng cà phê rồi là cao su. Đó. Ok, giờ mình sẽ đi lấy củi ở đằng sau kia, đốt lửa lên, tí nướng đồ ăn. Đây, ở đây có những củi ở đây này. Đấy. Ở đây nữa này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đốt cho nó lên để thành than đã. Tí mọi người mua đồ ăn về nướng dần là vừa. Nghe tiếng ve các thứ kêu nhiều nhỉ, mùa hè rồi đấy. Đây mọi người, đây là view toàn cảnh mà hôm nay tất cả anh em ở đây chơi với mình đây. Đấy thì mọi người đang nướng vịt này, nướng sóc này. Buổi chiều mình cũng quay cho mọi người là cái quang cảnh ở đây đấy. Hai bên là rừng cà phê. Thì chỗ này là giữa ở hai cái làng. Muốn đến hai cái làng đấy, bên phải đây thì là phải đi tầm 4-5 cây, bên trái thì đi xa hơn nữa. Thì đến đây buổi tối này không khí nó yên tĩnh, không có ai cả. Thì hôm nay lúc chiều là mình cũng nghĩ là gọi là chỉ tính cắm trại hoặc chỗ nào đấy là nghỉ ngơi thôi, nhưng mà gặp mấy anh đây vui quá. Tưởng không vui mà cuối cùng là vui quá. Đây mình sẽ quay lại gần cho mọi người xem mà. Có sa tế chứ. Đây những cái món có sa tế không nhỉ? Gà này, đấy, bốn con sóc này. Đâu tính toán. Ừ.
đấy. Nói thằng cô bác vô tới kia mua cái hủ sa tế này. À bác kia luôn hả? Đây là bánh hỏi này. Đây cái này. Này bỏ ra thì lúc chiều là mình cũng có chỉ còn một chai nước lọc thôi. Thì cũng nhờ mấy anh bảo là mua giúp một chai nước lọc nữa để đánh răng rửa mặt. Nước sóc với gà. Nước lọc này nhá. Một chai sao? Hai chai lít rưỡi. Mau đi. Cái bữa nay con đi nổi nữa. Canh quả. Cái bữa nay con đi nổi nữa. Hả? F2 con này chín. Diễn đấu đi. Sóc cũng đã gần chín rồi. Thì mọi người đang bắn hả? Nó bắt đi về cái xe vào bật đèn lên. Đấy, cái này bỏ mặt đi bình thế mẹ ơi. Chỗ này con có dao à? Chỗ cái dao nhiều nước luôn ra. Bắt ra. Được chuyện ngày bay à. Hai ngày có 30 cây mà từ ngã tư đây ra ngoài 50 cây rồi. Chứ em nói anh là có một đội vịt quay đợi anh là tới. Có anh đi kiếm từ lúc chiều mà. Em nằm ngủ trong cái quán cái thằng kia bỏ. Em đang nhập tâm, anh đang chạy xe máy gì? Đây, hết nhập tâm thì đây. Cái gì? Làm tâm. Thế làm đây tính ra là phóng về đi về phải 100 cây. Đấy, được. 150 cây cửa 100 cây thôi. À 22 anh em mình là không, hơn tao cái... thì hơi chắc 150 cây đấy. Đúng rồi. Đi hai. Đi một vòng rồi mà. Trong lúc vòng tới đây tao kia rồi, kiếm. Vòng về rồi. Kiếm về không lấy mồi thôi giờ. Về. 200 cây đi, hay một vòng đến kia rồi. Hơn 200 cây nhỉ? Hơn 200 cây. Ui, hai anh hôm nay là đi 200 cây, còn được của anh là đi 100 cây.